Hôm nay chúng em đang giới thiệu với các bác một chiếc La Vietta C60. Nhiều con em đẹp, chắc chắn, lắm như đá FM 108 và bộ đầy đủ những yếu tố hay của chiếc cassette. Thời gian rồi, trước cổng trường Tân Định của Nguyễn An Ninh có một xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường gây ủn tắc giao thông theo cả hai chiều, các phương tiện chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin. Xin nhắc thêm một thông tin nữa là đường Trường Chinh hướng về ngã tư Sở vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Sau đây thì mời các bạn sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc. Chúng ta đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn qua một mặt mà đẹp hơn cả áo dài nhân thế. Đã lên đường vì đã cho nên thương lên đình tám hương bạc màu vai phương tóc nhuốm bụi đường cuối néo phong mờ nhủ riêng ai đó tha thiết đời chờ ngày điên tôi sẽ về dệt mơ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên đó đường mưa, em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nó chuyện đó đường mưa, em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương đó chuyện ấy đừng mơ. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác yêu món đen này thì liên hệ với chú kia em qua số điện thoại 0962 906 666. Cũng như em dùng luôn cả Zalo số 7 nữa ạ. Vâng, em xin chào.